trặc hệ thống hình ảnh. Quét những mối đe dọa có thể có. Mối đe dọa tiềm ẩn được phát hiện. Xác định hình dạng. Hello. Kiểm tra hoàn tất. Có nhiều thứ đi làm quá. Chuyển sang cái tiếp theo nào. Cảnh báo, trục trặc hệ thống hình ảnh. Ok. Sao vậy ta? Hình như bị lỗi rồi. Thôi mà. Cảnh báo, trục trặc hệ thống hình ảnh. Nhắc lại, trục trặc hệ thống hình ảnh. Chắc chắn bị lỗi rồi. Mình không hiểu. Đăng ký hư hỏng hệ thống nội bộ, không thể sửa chữa sự cố, thay ổ cứng ngay lập tức. Bị lỗi hết rồi. Thank you.
gặp lại con sau nha. Chào ba. Yuhu. Ê Mo. Chào mẹ. Con gái đáng yêu dễ thương của mẹ. Phát hiện mối đe dọa. Phát hiện mối đe dọa. Phát hiện mối đe dọa. Trả lại đi. Của mình mà. Apple. Apple, dừng lại đi. Chú ý, đừng đứng ở cửa chứ. Đây rồi, đưa đây đi. Bị lỗi hết rồi. Mấy xe sinh tố này điên rồi. Ra khỏi nhà đi, đồ quái vật sắc độc ác. Apo. Ổ cứng đã được sửa chữa, tất cả hệ thống đã được kích hoạt lại. Xin lỗi vì đã đánh nha, có sao không? Có đúng không Apo? Mọi người ơi, nghe này. Bạn là bạn đó, có thể là chủ sở hữu của robot bảo mẫu 4000 siêu sạch thế hệ thứ tư mới của chúng tôi. Hãy đặt hàng ngay hôm nay và nhận bản dùng thử miễn phí trong 24 giờ nha. Hãy gọi ngay và sẵn sàng cho trải nghiệm khó quên này nha. Wow.
hãy trải nghiệm xem robot bảo mẫu này có thể sạch đến mức nào nha. Được trang bị một số công nghệ làm sạch tiên tiến nhất mà con người biết đến. Đây là tiên tiến, đây là tương lai. Hãy gọi ngay bây giờ. Bạn có thể chọn đổi với robot cũ, xuống cấp và vừa bộn đó. Bạn có thể chào nó hôm nay không? Robot bảo mẫu đang bán chạy như tôm tươi đó. Hãy đặt hàng ngay nha. Robot bảo mẫu thế hệ thứ tư cho nhiệm vụ dùng thử miễn phí. Giờ tôi sẽ bắt đầu dọn dẹp căn nhà hoàn thiện. Hãy ngồi xuống, thư giãn và tận hưởng nhé. Phát hiện lượng lớn bụi bẩn trong khu vực, bắt đầu quá trình thanh lọc. Bạn làm gì vậy? Cái đống sắt kia, đến đây ngay lập tức. Apu. Apu, mất cơ hội rồi nha. Phát hiện lượng lớn bụi bẩn trong khu vực. Ha
Xin chào các bạn, mình xin giới thiệu mẫu robot thế hệ thứ tư hoàn toàn mới. Đừng tin tất cả những bình luận nha, không có trục trặc, lỗi hoặc xu hướng sát nhân trong bất kỳ mô hình nào của chúng tôi cả. Hãy đặt hàng ngay. Trục trặc hệ thống hình ảnh. Hệ thống hình ảnh giảm. Cảnh báo, hệ thống hình ảnh giảm. Hệ thống hình ảnh giảm, không thể định vị Daniel. Apu, có sao không? Đã phát hiện giọng Daniel, nhắc lại, đã phát hiện giọng Daniel. Apu, có chuyện gì vậy Apu?
thả xuống đi. Cảnh báo nhắc nhở, đến giờ cho Daniel ăn. Abu, thả ta xuống. Abu, Daniel đây nè. Cảnh báo nhắc nhở, đến lúc cho Daniel ăn đậu nghiền và cà rốt. Apu, ta không phải em bé đâu. Apu, không thấy hả? Bóp nè, không phải Daniel. Apu, ta cảnh cáo đó. Chào ba. Mẹ về rồi. Mọi người đâu rồi ta? Apu! Ừ.
đến đây đi đống sắt kia. Hệ thống hình ảnh được kích hoạt lại. Danio đang yêu cầu chơi trốn tìm. Nhắc lại, Danio đang yêu cầu chơi trốn tìm. Đang tìm kiếm Danio. Đang tìm kiếm Danio. Cơ hội tìm thấy Danio 75%. Cơ hội tìm thấy Danio 85%. Là mình sợ đó. Cơ hội tìm thấy Danio 50%, 33%, 42%. Cơ hội tìm thấy Danio 2%.
Tiếp tục tìm kiếm Daniel. Tiếp tục tìm kiếm Daniel. Cơ hội tìm thấy Daniel 0%.
đang tìm kiếm Daniel. Cơ hội tìm thấy Daniel trong tủ quần áo 100%. Chậm chạp. Emma, đưa lại đây. Daniel đang gặp nguy hiểm. Nhắc lại, Daniel đang gặp nguy hiểm. Khả năng cao bị cảm lạnh làm khô Daniel ngay lập tức. Bạn ăn hết rồi hả?
Làm khô đi Apo. Apo, phải làm gì đó đi. Bạn lo được mà, có đúng không? Cho mình đi, cho mình ăn với mà, làm ơn đi mà. Mời đi ha. Hãy
Nứt cục ở người được gây ra khi cơ quan bị kích thích và bắt đầu kéo xuống đột ngột, tạo nên luồng khí đi đột ngột vào phổi. Phương pháp tốt nhất được biết đến để giảm nứt cục ở người là xua đuổi cơn nứt cục ra khỏi họ. Uống lộn ngược cũng có thể chữa được chứng nứt cục. Cảnh báo, chỉ còn một bình sữa trong kho. Hello.
Nhắm bắn các mối đe dọa từ ếch. Dữ vậy? Không, đi đi. Thank you.
chào và chào mừng mọi người đến với tin tức SYZ. Cảnh sát đã báo cáo thêm một vụ cướp xảy ra vào đêm hôm qua. Tất cả cư dân được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung để bảo vệ gia đình và nhà mình. Cảnh sát đã khuyến nghị toàn bộ người dân lắp đặt thêm camera quan sát. Và giờ mình sẽ thực hiện với nhà riêng của mình. Mình đã lắp camera nhiều năm rồi, nhưng hãy xem cách bảo vệ thực hiện thế nào nha. Ok, giờ camera đầu tiên là ở trên gác mái. Dạ đây rồi. Đây là phòng của con mình, Joey. Xin lỗi vì sự bừa bộn. Mọi người biết con trai thế nào rồi mà. Đây là phòng ngủ của thiên thần nhỏ Daniel. Đáng yêu đúng không nào? Daniel đâu rồi? Chúng mình rất muốn xem bé trên TV. Tôi không chắc nữa. Chắc là bé ở trong phòng khách hoặc ở trong nhà bếp. Úi trời, đây chính là hành lang phía trước. Thử lần nữa nha. À đúng rồi. Đây là bảo mẫu robot Apo. Xin chào Apo. Và thiên thần nhỏ Daniel đâu rồi ta? Daniel, cậu đang ngủ hả? Con đâu rồi? Chào con, Daniel. Là mẹ đây nè. Cục cưng của mẹ đang làm cái gì vậy hả? Apo, quay lại đi nào, nhanh lên. Cậu trai bé bỏng của mẹ đang muốn lên TV đúng không nè? Wow! Daniel thường đọc sách hả? Thì bé rất thích học. Mình tự hào vì việc đặt ra các tiêu chuẩn cao cho các con của mình. Tất cả là vì cho con bạn tiếp xúc với các tài liệu kích thích trí tuệ ngay từ khi còn nhỏ thôi. Và lý do chính là vậy đó. Được rồi, giờ chúng ta hãy kiểm tra các camera giám sát khác bên ngoài nha. Có lẽ như Vinny trúng số độc đắc rồi.
báo động đỏ. Bé Daniel có nguy cơ hít phải khói độc. Xin nhắc lại, bé Daniel có nguy cơ hít phải khói độc. Báo động đỏ, có cháy trong vùng lân cận. Xin nhắc lại, có cháy trong vùng lân cận. Đúng số rồi. Ổn rồi. Có camera hả? Không ổn rồi, tệ quá đi. Không phải giỡn với mình chứ. Ha ha.
Cảnh báo, có vũ khí tới. Cảnh báo, đã phát hiện ô nhiễm virus, mức độ đe dọa cao và cực kỳ nguy hại cho con người. Báo động đỏ, sơ tán Danio ngay lập tức. Joey, đừng lo lắng nha, bác sĩ Emma đây. Hả, mặt nạ? Cũng tiện lợi đó, Joey. Mình đến đây, Joey. Mở cửa đi, Joey. Bác sĩ Emma tới giúp bạn khỏe hơn nè. À ha. Đừng lo lắng Joey, mình đến đây. Ha. Cảnh báo, ô nhiễm sinh học đang sinh sôi nhanh chóng và phát tán vào không khí. Emma, quay lại đi, bạn sẽ bệnh đó. Không, mình có mặt nạ này. Mình đeo mặt nạ này là sẽ an toàn khỏi mọi vi trùng luôn. Giờ mở to miệng và nói a đi. A. Cảnh báo, ô nhiễm sinh học đang tới gần.
Cảnh báo, ô nhiễm sinh học đang tái tạo nhanh chóng. Bắt đầu sơ tán ngay lập tức. Cảnh báo, đã phát hiện ô nhiễm sinh học, chú ý an toàn đã bị vi phạm. Cảnh báo, ô nhiễm sinh học đã xâm phạm khu vực này, khoảng cách tầm 8 mét, 7 mét, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cửa được niêm phong. Một mét, hai mét, ba mét, bốn mét. Đây là phương pháp hoàn toàn bình thường, bình tĩnh. Không, 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 không. Không đau chút nào. Cảnh báo nhắc nhở, đến giờ cho Daniel ăn. Có gì đó sai sai. Lạnh quá hả? Joey tội nghiệp, chắc bị sốt rồi. Làm cho bạn ấm lên nha. Cả đều có vẻ bình thường. Mắt bạn vẫn xanh. Để mình đo nhiệt độ nha. Ở đâu rồi ta? Đây rồi. Nhiệt kế nhỏ của mình nè. À, không sao đâu em ạ. Mình thấy đỡ hơn rồi. Thôi mà Joey, chỉ tốn vài giây thôi. Nè, mặt nạ của mình. Nè, trả lại đi. Thứ quan trọng của thiết bị y tế đó. Đồ robot này. Ủa, bạn là ai vậy? Mình thấy không khỏe.
Apple, bạn không công bằng. Emma ơi, để bà lấy nhiệt độ cho con nè. Chú ý, Daneo đang cần tắm. Nhắc lại, Daneo đang cần tắm. Thank you.
Báo động đỏ, Daniel có nguy cơ đuối nước. Báo động đỏ, Daniel có nguy cơ đuối nước. Chú ý, sửa chữa phòng tắm ngay lập tức để ngăn ngừa ngập nước. Báo động đỏ, Daniel có nguy cơ tiếp xúc với lửa. Báo động đỏ, Daniel có nguy cơ tiếp xúc với lửa. Cảnh báo, có lửa, sơ tán ngay lập tức. Cảnh báo, có lửa, sơ tán ngay lập tức. Báo động đỏ, Daniel có nguy cơ đuối nước. Báo động đỏ, Daniel có nguy cơ đuối nước. Thank you.
chú ý, Danio đang cần tắm. Nhắc lại, Danio đang cần tắm. Chương trình cho ăn tạm thời bị gián đoạn. Chờ cho miệng mở. Miệng đang mở, bắt đầu cho ăn ngay lập tức. Đừng cướp nó đi mà.
Nè, sao bạn dám? Tránh xa mình ra đi. Cảnh báo, Daniel mất tích, quét các vị trí có thể. Cho mình ra ngoài đi. Apple ở đây rồi, tìm bạn khắp mọi nơi luôn đó. Đi qua đây một chút nha. Apple, quà rất đặc biệt cho Daniel đó. Daniel chắc chắn sẽ thích nó cho mà xem. Chúng cũng không độc hại và còn thân thiện với môi trường nữa chứ. Giờ chỉ cần di chuyển qua bên đó được chứ. Hay có thể dựa nó vào tường không? Apple, có đang nghe tôi nói không vậy? Apple, chuyện này rất là quan trọng. Apple. Thank you.
Thank you.